Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì chào mừng mọi người đã quay lại kênh Tân Cảng. Thì đúng ra những cái dòng sản phẩm mà máy xịt rửa của hãng Kimblue thì bên mình sẽ đưa lên chào sản phẩm ở trong cái buổi livestream vừa rồi. Nhưng mà do bên mình cũng hãng cũng gửi về hơi chậm, với nói chung là soạn ra những cái dòng sản phẩm này để cho nó không có bị lạc những phụ kiện thì cũng hơi cực. Nên thành ra bên mình sẵn là mình sẽ làm một cái video giới thiệu chi tiết hơn, cũng như là bên mình sẽ nói về những cái ưu nhược điểm, những thông số, và bên mình sẽ làm test thử cho những cái dòng sản phẩm này. Thì trong buổi video hôm nay thì ngoài ba cái dòng sản phẩm máy xịt rửa của Kimblue thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái dòng máy xịt rửa kim luôn cả cái phần hút bụi của hãng Zili, để cho các bạn có thể tham khảo và so sánh về những cái ngoại hình cũng như là các tính năng và các thông số. Thì đầu tiên thì những cái dòng sản phẩm Kimblue này thì được cái là bên hãng họ sẽ là đặt OEM hoặc một cái những cái nhà máy mà chuyên sản xuất những cái dòng máy xịt rửa, nên thành ra các bạn sẽ thấy nó sẽ hao hao giống nhau những phụ kiện. Tuy nhiên thì được cái ngoại hình và cũng như là cái tiêu chuẩn mà Kimblue đặt thì rất là cao. Ví dụ như những cái dòng sản phẩm này nó sẽ đạt chuẩn chống nước IPX5. Đó là có nghĩa là thông thường những anh em mà xịt ở trong môi trường ẩm ướt hoặc trời mưa thì anh em cũng yên tâm. Thì đi từ những cái dòng sản phẩm từ thấp đến cao thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về những cái phụ kiện cũng như là thông số. Thì đầu tiên là cái dòng sản phẩm với mức giá tốt nhất. Đây là cái dòng mã sản phẩm, đó là đây các bạn có thể thấy KBA-U1000, đó là 1200. Đây là một cái thông số, đó là 1200W. Và trong những cái thông số này thì anh em sẽ quan tâm đó là cái thông số áp lực nước tối đa đó là 93, còn áp lực nước trung bình nó sẽ là 63. Còn nếu anh em mà quy đổi sang hệ PSI á thì anh em cứ lấy thông số 3 anh em nhân cho 14.5 là nó sẽ ra PSI. Ví dụ như 130 thì nó tương đương nó khoảng tầm 1450 PSI đó. Thì những anh em mà xịt rửa gia đình á thì mình tham nói chung là mình sẽ tư vấn những cái dòng này, nói chung là vừa nhỏ gọn này, độ ồn thì nó sẽ có, vì đây là đầu tiên cái mã này là động cơ có than thì tiếng ồn nó sẽ cao hơn so với những cái dòng động cơ motor từ á, motor không chỗ than. Như hai mã này là động cơ không chỗ than này, là khi khởi động nó sẽ êm hơn đó. Thì phụ kiện của cái dòng mà KBA gạch U1200 này nó sẽ có cái gì? Đầu tiên đây thì đây là nó sẽ có một cái cây súng cần như thế này, cần ngắn đó, cần ngắn thôi, chi tiết nó như thế này đó, anh em chỉ cần xoay rút ra đó. Thì phụ kiện đầu tiên là nó hai cái này đó. Thì cái độ chùm xòe thì anh em có thể thay đổi, đây nó chỉ xòe ra thu gọn, xòe ra thu gọn đó. Rồi bên cao hông thì nó sẽ có những cái phụ kiện, những phụ kiện này là khi anh em về thì anh em chỉ cần gạt ra lắp vào bằng vít hoặc là gần bát cũng được đó, nó sẽ gạt xuống phía dưới đó, về cái bát để anh em gắn đỡ cái súng. Rồi tiếp đến thì trong cái bộ những cái sản phẩm này thì được cái là Kimblue so với những cái dòng sản phẩm khác như Total Inco thì họ sẽ trang bị cho anh em thêm cái phần dây cấp nước. Những cái hãng khác thì thường anh em mua về thì anh em phải chạy ra tiệm điện nước mình mua thêm những cái dòng mét dây này. Thì những cái dòng dây cấp thì cả ba cái dòng sản phẩm của Kimblue đều trang bị cho anh em là 2 mét dây cấp đó. Thì cái đầu này là cái đầu để lọc rác này, là có nghĩa là khi anh em mà nhật sang nguồn nước hoặc là anh em mà đi gọi là mình không có cái cắm trực tiếp vào trong cái ổ cắm nước được, mình xả trong cái xô thì mình sẽ dùng cái đầu này, đó là đầu có thể là tụ hút đó. Rồi tiếp đến thì nó sẽ có 2 mét ống cấp này với lại cái phần đầu gài như thế này đó, rất là chắc chắn. Rồi phụ kiện tiếp theo đó là sẽ cái bình, đó là bình xịt bọc tuyết. Đây bình xịt bọc tuyết của dòng này với dòng này thì nó cũng sẽ như nhau, hai cái bình không khác gì nhau hết. Rồi đây là cái phần dây cấp, dây xịt thì nó sẽ có một cái đầu gài nhanh và một đầu cơ chế bằng ren, phần ren vào dưới đây đó. Thì chiều dài dây nó sẽ là dòng của KBA mà U1200 nó sẽ là 6 mét đó, anh em để ý ha, dây vào 2 mét này, dây cấp 6 mét, dây xịt 6 mét đó. Thì mức giá là 1.195.000 và bảo hành chính hãng 12 tháng. Kimblue thì nếu mà sản phẩm mà bị lỗi hoặc là bị có vấn đề mà trong vòng 1 tháng thì bên hãng sẽ đổi hoàn toàn máy mới cho anh em đó, là anh em yên tâm. Nói chung là so về mức giá thì dòng Kimblue này là có mức giá cực kỳ tốt rồi đó. Rồi một cái phụ kiện nữa sẽ nằm trong bọc thì nó cũng giống như mấy cái kia thôi, cái này là để cho cái nguồn cấp vào để mình liên kết ở phần đây nè, phần đó đúng rồi đó, gắn vào thôi. Rồi 1.150.000 ha. Mã sản phẩm là KBA gạch U1200. Rồi tiếp đến là một cái dòng đời cao hơn tí xíu, đó là KBA gạch Y1500, đó là công suất nó sẽ là 1.500W và đây là động cơ không chỗ than ha. Rồi đây không chỗ than, con này thì nó trọng lượng nó cũng sẽ rất là nặng. Đây tính luôn cả phụ kiện thì nó khoảng tầm 11.4 kg, còn thân máy thì khoảng tầm 10.4 kg. Quay lại con này xíu, con này thì nó nhỏ gọn hơn, khoảng tầm 5.5 kg. Đây 5.5 kg. Rồi về cái dòng KBA mà gạch 1500 này á thì nó sẽ có con cái phần mà áp lực nước tối đa nó sẽ là 130, còn trung bình nó sẽ tầm 75 bar. Rồi về cái phần dây xịt
với dây xịt đầu vào á, dây đầu vào á thì cũng là 2m và dây xịt thì nó sẽ dài hơn con này là được 8m này. Đó, con KBA gạch 1500 này á là 2 với lại 8 vào 2 ra dây xịt là 8m. Rồi phụ kiện thì nó cũng sẽ như nhau thôi. Đó. Con này thì rất là nhiều hãng cũng sẽ làm. Trọng lượng con này thì cực kỳ nặng luôn. Đó. Đó anh em cảm thấy không? Nó tới gần 11 kg luôn. Bên đây thì nó sẽ trang bị cho anh em một cái phần đồng hồ đo áp suất. Nói chung cái đồng hồ này bỏ cho nó đẹp thôi chứ thực ra mình cũng ít sử dụng lắm. Đó, về đơn giá cái dòng sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán với mức giá là 1.900.000. Đó, chưa tới 2 triệu. Nếu anh em ở xa mà anh em chưa có đủ tiền mặt thì anh em có thể trả góp qua bên Funding, là anh em có thể chia ba ra không có lãi suất. Ví dụ như con này 1.900.000 đi thì anh em có thể trả trước nó khoảng tầm bao nhiêu ta? Khoảng 630, 640 á là anh em có thể lấy máy về. À, trong video này thì mình cũng sẽ giới thiệu thêm một cái chương trình trả góp mà bên mình đang thực hiện luôn rồi. Đối với đó là bên trả góp của AON á, là AON More á, thì nó sẽ áp dụng cho những đơn hàng từ 3 triệu cho tới 400 triệu. Và cái phí mà lãi suất thì nó sẽ tùy thuộc vào cái số tháng mà anh em muốn trả góp. Nói chung là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng gì đó. Với lãi suất thì tính theo tháng là 1.39% và không có cái phí ban đầu. Đó, tùy anh em. Thì cái đó thì mình mới triển khai thì sau tới thì mình sẽ có nó cụ thể hơn. Đây là con KBA 1500. Đó, phụ kiện thì nó cũng y như vậy luôn. Nhưng mà cái dây xịt nó sẽ được 8m. Rồi, qua tiếp là cái dòng cao cấp nhất của Kim Blue. Đây. Đây là mã sản phẩm của nó là KBC gạch Y 1800. Đó, cứ 1800 là 1800W. Về cái công suất tối đa thì trên thùng cũng sẽ ghi luôn rồi. Đó là 143 và công suất trung bình nó sẽ là 103. Về trọng lượng của toàn bộ cái này nó sẽ là 17kg, còn phụ thân máy không thì sẽ là 15kg5. Đó. Thì con này thì nó sẽ được cái lợi thế là nó sẽ có cái lô cuốn như thế này. Nhưng mà anh em lưu ý là lô này là có nghĩa cuốn là khi hai cái dây này nè, đó. Lô cuốn mà sau khi cất giữ thôi ha. Đó. Cái đầu ra và đầu vô là có nghĩa là anh em chỉ có việc là tháo cuốn bằng cơm thôi, chứ còn khi anh em kết nối thì gần như cái lô này nó sẽ không có cuốn được. Lý do vì sao thì chút xíu mình sẽ nói. Rồi về phụ kiện thì ngoài cái phần dây xịt là 8m, dây cắp 2m thì nó sẽ trang bị cho anh em một cái cần súng của cái loại này thì nó sẽ dài hơn. Đó, cần súng nó sẽ dài hơn. Đó, về cách lắp đặt thì rất là đơn giản, em chỉ cần xoay và rút ra thôi. Rồi, chờ để xíu à, xoay xem nó cứng rồi ta. Chắc rồi, đây ok ha. Đó, mình phải nhắn lại tí xíu mình quay mất rồi. Đó, và cái đầu thì nó cũng sẽ là chụp xòe thôi. Đó, về động cơ thì con này sẽ là động cơ không chỗ than ha. Rồi, về mức giá hiện tại đang bán dòng này là 3.150.000. Đó, dành cho cái con thân máy như thế này. Rồi, khi hãng thì họ sẽ lắp đặt luôn cả cái phần bánh xe. Rồi, cái bình bọt tuyết thì nó sẽ cũng bự hơn. Đây, bình bọt tuyết này rất là lớn. Dung tích của bình này thì mình nghĩ chắc khoảng tầm 500ml á, lớn hơn gần gấp đôi so với những cái bình kia. Và nó sẽ có phần liên kết như thế này. Rồi. Ok ha. Rồi, xoay qua bên đây. Rồi, được cái thì cái dòng dây xịt những cái dòng này nè, cái con mà KBC 1800 với con KBA 1500 này á thì cái dây xịt đó được trang bị rất là cứng, là dòng chịu áp. Tuy nhiên thì những cái dòng này thì anh em nên nhớ là mình cuộn á là dạng lớn hơn cái này chút xíu. Vì nếu mà mình cuộn nhỏ quá thì về sau nó rất là dễ bị dạng như dạng lò xo á, nó rất là khó. Đó, dây là cứng nè, được cái chắc chắn thôi. Đó, còn cơ chế thì một đầu á là gài nhanh, còn đầu là bằng ren vặn vào trong đây. Rồi, còn cái này thì anh em cũng đã biết rồi. Đó, phần lọc nước và đây là dòng cấp dây. Rồi ok ha. Rồi, mức giá là 3.150.000 cho cái dòng KBA gạch Y 1800. Rồi, qua đây. Qua đây thì cái con Geely này, mã sản phẩm thì nó dài lắm. Đây, mình cho anh em xem. TL-Q4200H. Thì con này á, thì ngoài cái chức năng mà xịt rửa thì nó sẽ thêm cái chức năng hút bụi nằm ở đây. Đó, thì ngoài những cái phụ kiện như là bình bọt tuyết này, những cái súng. Đây, súng đây. Thì được cái thì cái dòng GD á, thì cái dây cấp thì nó rất là xịn và toàn bộ là cơ chế gài nhanh. Đây, gài nhanh này, anh em thấy không? Đó, dây cấp của nó là vào 5, ra 5 luôn. Nói chung là rất là xịn. Được cái là anh em sẽ thao tác rất là dễ. Rồi, ngoại hình này trước nay mình cũng có làm cái video review rồi. Thì cái công suất mà để hút bụi á, thì con này là 800W và bình chứa của nó là 1,5 lít và sử dụng bộ lọc H3. Nói chung là những anh em nào mà có ô tô á, thì mình hoặc là gara mà ở dạng nhỏ trong gia đình thì mình có thể sử dụng những cái dòng này. Nói chung là 2 trong 1 cũng rất là tiện lợi, đỡ phải mua 2 máy mà chất lượng cũng rất ok. Rồi, về cái công suất tối đa của cái áp lực tối đa của con này
Con này là áp lực tối đa là 113, nói chung là cũng rất là mạnh đó. Rồi, sẽ trang bị cho anh em phần tay kéo nè. Trang bị hai bánh xe là dạng khóa một chiều nên mình không có vặn vào, nó nằm như bên đây nè. Đó, bánh xe một chiều. Rồi. Dây xịt nè, đó những phụ kiện như ống hút bụi nè. Đó. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử chính là ba cái sản phẩm kia để cho anh em cảm nhận được cái âm thanh cũng như là cái áp lực của nó như thế nào. Rồi, từng bảng màu ha. Đây, thì bảng nhỏ nhất đây. KBA gạch U 1002 đó. Cho cái ổ điện ra đây. Đó. Dây điện thì đa phần thì nó khoảng tầm dây này thì mình đoán khoảng tầm 4 hoặc 5 mét gì đó, rất là dài. Đó. Điện hả thì không có ghi đó. Rồi cắm vào. Rồi ok ha, để mình lắp đặt vào. Đây thì mình không có sử dụng dây của máy mà mình do ở bên cửa hàng mình sao có một cái dây kết nối sẵn dành cho cái máy ở cửa hàng á, thì mình kết nối vào trong đây luôn. Thì đây là cách kết nối. Đây là cái đầu cấp này, mình sẽ vặn cái phần mica nhựa trong suốt này ở phần đây. Đó, nó sẽ có cái lọc ở trong đây để lọc cặn những cái lọc mà cát rồi đó. Đó, cái nối gà nhanh đó như thế này. Đó, ok ha. Thì trước khi nói về cái này thì mình cũng nói về cái phần dây xịt mà riêng của những cái dòng Zili là cái dạng này là dạng van một chiều nè. Thì thông thường khi anh em vặn nước ra, khi mà mình vặn cái nước cấp á, thì nước nó sẽ ra cái xì. Còn riêng cái dòng này á, khi anh em kết nối vào trong máy á, thì nó được cái hạn chế là nó không có bị rỉ. Đó. Rồi, cái nấy nói này. Rồi, ok ha. Rồi, phần đây thì mình đã vặn ra và gắn vào trong phần súng rồi. Đây, súng này. Ok ha. Rồi, cái nối thì chỉ cần bóp cái lõi này, rút ra, nhét vào. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nước. Đây, cấp nước. Cấp nước. Rồi, bật máy. Đó, mình sẽ ngồi đây tí xíu để cho anh em nghe được cái tiếng máy của cái dòng mà KBA gạch U 1002 này nó như thế nào. Đây là động cơ có than ha. Đó. Bây giờ mình xịt này. Đây, sắt cho anh em coi này. Đó. Đó, cái lực xịt nó như thế này này. Đó. Nó đang bị e hay gấp dây ở đâu đây. Rồi, ok rồi. Chỉnh xe này. Đó. Cái dạng phun xương này. Đó, cái chai vô mũ bảo hiểm nè. Đó, chờ mình tí xíu, mình cắt cái mũ bảo hiểm ra. Rồi, cắt cái dây, rồi xịt qua hướng bên đây. Đó, anh em thấy không? Cũng rất là mạnh. Đó. Đó, nói chung là giờ những dòng này rửa xe hoặc là xịt sân vườn là ok. Đây, mình xịt cái xe này. Đó, dây thì nó khoảng tầm 6 mét rồi. Đứng ở trong đó ra đây cái xăng khoảng tầm 3 mét là xịt vô tư rồi. Đó. Rồi. Rồi. Ok. Đó, anh em thấy không? Đó. Xe nè. Chạy nè. Xịt nè. Đó. Rồi, ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đổi xe ra con KBA gạch Y 1500 ha. Đó, thì cách kết nối nó cũng như vậy thôi, chủ yếu là để cho anh em xem được cái âm thanh với lại cái cách cái dòng xịt nó như thế nào. Rồi thì sau cái kết nối những cái dòng dây vào dây ra thì nó cũng như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Đó, thì cái van đồng hồ thì nó sẽ áp, nó sẽ nhảy giật cho vui vậy đó. Rồi. Đó, ok ha. Đó, chỉnh nè. Xoay nè. Đó. Đó. Đó, mình xịt ở cái xe với cái này nè. Đó, thì đó. Đó, con này thì mình chưa biết cái lý do vì sao nó cả cảm giác giật giật. Đó, để chút xíu thì mình thử lại sao. Đó. Để không làm mất thời gian thì mình sẽ đổi sang một cái dòng cao cấp hơn. Đó. Chắc nó bị e rồi. Đó. Thì đối với cái dòng cao cấp hơn là dòng cao cuối cùng của King Blue là KBC 1Y 1800, thì sau khi kết nối thì không cũng sẽ ok như vậy ha. Thì khi nãy thì mình có kiểm tra cái dòng 1500 thì do là cái sợi dây mà dây xịt thì anh em phải nên dùng đúng của cái dòng theo máy của 1500 vì cái lòng trong của cái ống thì nó sẽ lớn hơn so với cái dòng 1200. Thì bên mình chẳng qua là nãy tận dụng thành ra nó gây cái áp lực nó không có đủ ra, thành ra nó bị giật. Đó, rồi, và trước khi mình xịt thử của dòng này á, thì
Cái này mình cũng sẽ lưu ý với hãng, nói chung là thường thì cái phần cấp này nè, nếu mà anh em dùng lô thì cái phần cái cấp nước thì nó cũng sẽ nằm ở trong đây luôn đó, mà mình sẽ ghim cái hình ở trên kia đây. Thì ví dụ như một dòng của Geely này là cái dây cấp nó sẽ nằm ở trong lòng này luôn nè, đó sẽ nằm ở trong cái cục này luôn, thành ra là khi cuốn là cái đầu này nó chạy thôi, còn cái đầu này nó sẽ nằm ở trong đây, nó không chạy đó. Thì hy vọng là hãng sẽ cải tiến để đưa cái nguồn mà xịt này đưa vào đây thì khi đó cái lô này nó mới phát huy hiệu quả. Rồi ok đó. Rồi bây giờ mình sẽ xịt thử cái dòng mà cao nhất KBC Y1008 này đó. Đó. Để xe này. Đó. Đó, để xe này. Đó, máy chạy rất là êm luôn. Đó, mình đứng gần cái máy để cho anh em nghe được cái tiếng máy nó chạy như thế nào nè. Đó, mình ngồi cạnh cái máy này. Đó. Ok chưa? Thì dòng này hiện tại đang bán mức cái giá là 3.150.000. Đó, mình đứng gần nè. Đó, mình xoay cái camera lại cho anh em thấy. Đó. Đó. Rồi. Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 nếu mà sẽ lỗi sản phẩm. Rồi, cả anh em đã theo dõi video. Nếu anh em đặt mua cái sản phẩm nào thì anh em có thể xem ở trên website Tăng Cản Decor, hoặc là anh em có thể gọi qua số điện thoại 0935 545417. Những cái dòng sản phẩm này thì bên mình đều có hình thức trả góp, là anh em cứ trả trước 1/3 ha. Đó. Rồi. Nếu mình đánh giá thì con này thì trong cái tầm giá cũng rất là ok, nếu mà hãng cải tiến được cái phần nước cấp chuyển lên đây để cho phát huy tác dụng của phần rulo này. Đó, chứ không còn bình thường là anh em muốn cúng thì anh em phải tháo hết toàn bộ mấy cái này, tháo cả phần súng rồi anh em mới cuộn vào để cất giữ thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.